Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thiên Bình. Làm thế nào để quý vị và các bạn có thể cùng mình sửa chữa một chiếc TV LG các bạn xem ạ? Ánh sáng bập bùng như thế này. Vâng, vậy thì chiếc TV này hỏng gì? Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tự sửa được tại nhà một chiếc TV của gia đình của các bạn hỏng như chiếc TV này. Rất đơn giản mà ai có thể làm được. Đầu tiên quý vị và các bạn cũng như mình sẽ cho chiếc TV này nằm xuống. Tôi sẽ làm những video hướng dẫn các bạn sửa chữa những chiếc TV này thật cơ bản, đơn giản nhất. Các bạn có thể xem video của tôi là các bạn làm được ngay. Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn là cái model mà tôi sẽ làm việc. Nếu như chiếc TV LG 55 in 43UM7300 này cũng là model giống TV nhà bạn thì các bạn xem hết video này là các bạn sẽ cùng mình sửa chữa chúng rất là đơn giản. Sau khi mà quý vị và các bạn mở nắp chiếc TV LG này ra thì một lần nữa tôi sẽ cắm điện vào này. Tôi sẽ cắm điện vào nhé. Và tôi sẽ cắm nguồn điện để quý vị các bạn xem. Đây. Sau khi cắm nguồn điện vào ấy thì phía đằng sau chiếc TV LG này này là nó chớp ngắt như thế này. Vâng. Thì cái bộ nét của chiếc TV này ấy là nó sáng và nó ngắt. Vâng. Hiện tượng này thì quý vị các bạn sẽ cô lập như sau. Và tôi sẽ đo nguồn cấp 12V cấp cho main chính của TV. Thì lúc này thì nguồn 12V thì nó cứ nhấp nháy 5V, 3V rồi nó cứ lên nó tụt như này và không đủ nguồn. Rồi. Bây giờ thì tôi sẽ cô lập bệnh bằng cách tôi sẽ rút cái rắc nguồn cấp cho nét màn hình này ra. Rút này. Rút nguồn cấp cho nét màn hình. Thì lúc này nét sẽ không sáng nữa bởi vì là nó bị ngắt nguồn rồi, đúng không ạ? Sau khi rút nguồn cấp cho nét thì tôi sẽ lại đo trả lại đúng cái điểm 12V như này. Thì các bạn xem ạ. Cái nguồn 13V, 12 đến 13V này thì nó đã ngay lập tức có nguồn ngay. Rồi. Vậy là tôi khẳng định ngay là chiếc TV này là đang có hiện tượng là chập nét màn hình. Ok chưa? Vậy thì quý vị các bạn sẽ cùng mình mở nắp để thay thế bộ nét cho chiếc TV này nhá. Việc mở những phụ kiện của chiếc TV này ra thì tôi đã giới thiệu các bạn rất nhiều video rồi. Các bạn sẽ mở loa ra hộ mình này. Ok chưa? Và các bạn sẽ mở cho mình này, những con ốc này, những con ốc để mở cái nẹp này ra. Mở cáp màn hình ra. Đây, mở hết ra. Và mở mắt nhận này ra luôn này. Đấy. Rồi, cả wifi. Mở hết và các bạn sẽ mở những con ốc này ra. Mở hết này. Đấy, mở những con ốc này ra của mình. Sau khi mọi người đã mở nắp, mở tất cả phụ kiện mở ốc ra và các bạn để hết phụ kiện ra ngoài như này của mình thì tôi sẽ ngửa TV lên, đúng không ạ? Đấy là nguyên tắc mở màn hình của chiếc TV. Các bạn chỉ cần cẩn thận một chút là quý vị các bạn sẽ sửa được một chiếc TV LG như này ngay. Bởi vì là những chiếc TV này thì mình thấy rằng là mở ra rất là dễ. Chỗ nào nó cấn nó khó khăn quá thì các bạn sẽ sử dụng cho mình đôi ít hai cạnh. Và các bạn sẽ chuyển ngược lên và nó sẽ bung cái đáy ra này. Đây. Và tôi sẽ nhấp màn hình của chiếc TV. Nhấp màn hình của chiếc TV này rất cơ bản này. Nhấp thẳng lên này. Kéo ra này. Để ra ngoài. Rồi. Và khi mà cái màn hình quan trọng nhất là các bạn đã nhấc ra rồi ấy, thì những cái khung này thì rất là đơn giản thôi. Và các bạn nhấc xương ra ngoài. Lúc này thì quý vị các bạn sẽ nhấc nốt cái tấm dẫn sáng này ra này. Cầm cả nhá. Cầm ra. Và đây là bên trong bộ nét của chiếc TV này, đúng không ạ? Bây giờ mình thử cắm nguồn vào này. Các bạn xem ạ. Khi mà tôi cắm nguồn vào thì cái dãy nét này này, một dãy này nó sáng. Dãy này khoảng 2 bóng và dãy này không sáng. Dãy này cũng không sáng, đúng không ạ? Rồi. Như thế này là 100% khỏng nét, đúng không ạ? Ok. Và đây là những bộ nét
Các bạn sẽ nhấc cho mình cái rắc này ra này. Rút cái rắc này ra. Kẹp tay vào hai đầu. Rút cái rắc này ra. Bỏ cái thanh niết hỏng này. Đến đây thì nhiều người bảo rằng khi mà tôi biết cách sửa rồi như nét ở đâu. Vâng, đây ạ. Nét cho các bạn rất là nhiều ở đây. Các bạn xem, tôi hướng dẫn các bạn sửa được thì tôi cũng có khả năng cung cấp cho các bạn những linh kiện bộ nét mới zin theo máy để các bạn có thể thay thế để sửa chúng. Tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái bộ nét đúng như máy như này và các bạn sẽ lột cái băng dính hai mặt này ra. Ok chưa? Và các bạn sẽ dán vào cái lỗ đã định vị ở trên đây. Tất cả bốn thanh này nó giống nhau, chính vì vậy mà các bạn thay thanh nào trước được, thanh nào sau được, không cần phải là phải thay đúng thanh đúng vị trí đây. Sau khi mà mình đã cắm trả những rắc này rồi thì tôi sẽ cắm nguồn vào thử. Ngay lập tức thì bộ nét của tôi rất là sáng đúng không ạ? Và tôi đã lắp thành công một bộ nét rất là zin nguyên bản. Nhiệm vụ còn lại thì đóng nắp vào, lắp trả tấm dẫn sáng. Và những bộ nét này khi mà nó nguyên bản thì các bạn lắp vào rất là dễ dàng và nhanh nhẹn. Cái gì mà mở ra sau thì ta đóng vào trước, và cái gì mà mở ra trước thì đóng vào sau. Lắp trả cái khung, khung này để đỡ màn hình như này. Đấy, chính thì POG thì nó có cái khung này. Vì vậy mà các bạn lắp màn hình đúng vào vị trí của nó thì nó sẽ không bị vỡ màn. Tôi sẽ nhấc chiếc màn hình rất cẩn thận. Sau khi lắp màn hình vào, tôi kiểm tra bốn góc màn hình xem có bị cấn không. Rồi, lúc này tôi biết màn hình vào rồi thì quý vị và các bạn lắp nốt cho mình cái xương này vào. Ngay lập tức thì chiếc màn hình nó vào ngay. Rồi. Và quý vị và các bạn sẽ cho chiếc TV này nằm úp xuống. Việc đóng nắp những phụ kiện, và như tôi đã nói, các bạn xem những con ốc này các bạn chỉ cần mở ra như nào, các bạn đóng vào như vậy. Và loa như này thì toàn những rắc thôi. Và đây những rắc. Chính vì vậy mà nắp vô cùng đơn giản. Về những chiếc TV LG thì mình thấy rằng là mọi người đều thay được. Đây, cắm nguồn vào này. Và ngay lập tức thì bộ nét mới tôi nắp nó đã sáng. Thì đương nhiên là TV phải chạy đúng không ạ? Đóng nắp là dễ nhất rồi đúng không ạ? Rồi. Vâng, và đây là kết quả sau khi mà mình đã kiểm tra cũng như sửa chữa những bộ nét hỏng cho chiếc TV LG 55 inch này. Mình thấy rằng là chiếc TV LG này ấy, thì thay thế những bộ nét rất là dễ. Chính vì vậy mà tôi làm video ngắn chia sẻ với mọi người để mọi người xem, để các bạn có thể tự thay thế được những bộ nét cho chiếc TV nhà mình. Khi mà các bạn tự mua những sản phẩm, những bộ nét này về thay thế thì đương nhiên là sẽ tiết kiệm được 50% chi phí sửa chữa cho mọi người. Bởi vì khi mà các bạn mang ra thợ thì đương nhiên là phải có tiền công đúng không ạ? Rồi, các bạn xem video của mình, các bạn thấy đúng hay tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh và chuông báo để theo dõi video mới nhất hàng ngày. Và các bạn đừng quên chia sẻ những video này để mọi người cùng biết mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.